Iran sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như đe dọa tới nền an ninh của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng cho biết hầu hết những đợt không kích do quốc gia này thực hiện trên lãnh thổ Syria đều nhắm mục tiêu vào các xào huyệt của quân đội Iran ngay vào thời điểm chính quyền Tehran trong thời gian gần đây đang bị cáo buộc là bành trướng trong khu vực. Ngoài ra, ông Netanyahu còn đe dọa Iran sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như tiếp tục làm tổn hại tới nền an ninh của Israel. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi phát biểu nêu trên được Thủ tướng Israel đưa ra, chiến đấu cơ của quân đội Tel Aviv đã dội bom xuống các mục tiêu của người Iran, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về con số thương vong. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Israel cho biết họ đã đánh chặn được một hỏa tiễn do Iran khai hỏa sang cao nguyên Golan, buộc giới chức trách phải đóng cửa một khu nghỉ mát trên núi Mount Hermon vì lý do an ninh. Israel trong thời gian gần đây đã thường xuyên cho tăng cường các cuộc không kích xuống lãnh thổ Syria trong khuôn khổ của chiến dịch dẹp tan tầm ảnh hưởng của Iran, một trong những đồng minh thân cận đang yểm trợ cho quân đội của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad.